Thưa quý vị, trong chuyến thăm chính thức Hàn Quốc sáng nay tại thủ đô Seoul, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự lễ kỷ niệm 30 năm Việt Nam Airlines mở đường bay thẳng và chào đón hành khách thứ 15 triệu giữa Việt Nam - Hàn Quốc. Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, sau hơn 30 năm thiết lập, quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc phát triển tốt đẹp là đối tác chiến lược toàn diện của nhau. Với 5 điểm nổi bật, tin cậy về chính trị cao, gắn kết con người, hội nhập về kinh tế, tương đồng về văn hóa, cùng chung khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, người dân hạnh phúc, ấm no. Cho rằng nhu cầu đi lại ngày càng tăng, sức cạnh tranh cũng tăng, do đó hàng không nói chung, Việt Nam Airlines nói riêng càng phải nâng cao chất lượng dịch vụ, giảm giá cả. Thủ tướng Chính phủ đề nghị Việt Nam Airlines thực hiện tái cơ cấu quản trị, tái cơ cấu về vốn, tái cơ cấu nguồn nhân lực, tái cơ cấu phân khúc khách hàng, tái cơ cấu các chi phí đầu vào. Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi các doanh nghiệp, người dân, hành khách, mặc dù tôn trọng cạnh tranh theo quy luật thị trường, song dành một phần trái tim cho Việt Nam Airlines. Chúc mừng và tin tưởng thời gian tới, Việt Nam Airlines sẽ trưởng thành hơn, lớn mạnh hơn, cạnh tranh hơn, mang lại lợi ích cho Việt Nam Airlines và cho chính khách hàng của mình. Tại sự kiện, Việt Nam Airlines và hãng hàng không quốc gia Hàn Quốc Korean Air ký kết thỏa thuận hợp tác về tăng cường, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ hàng không tại Việt Nam và Hàn Quốc. Việt Nam Airlines cũng công bố và tặng quà hành khách người Hàn Quốc là hành khách thứ 15 triệu của Việt Nam Airlines trên đường bay Việt Nam-Hàn Quốc. Sáng nay tại Hà Nội, Kiểm toán Nhà nước tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Kiểm toán Nhà nước 30 năm xây dựng và phát triển. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm hướng tới 30 năm thành lập Kiểm toán Nhà nước 11 tháng 7 năm 1994, 11 tháng 7 năm 2024. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã đến dự và phát biểu tại hội thảo. Cách đây 30 năm, Kiểm toán Nhà nước được thành lập theo Nghị định 70 CP ngày 11 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ. Sự ra đời của Kiểm toán Nhà nước là một tất yếu khách quan khi nền kinh tế nước ta bắt đầu chuyển đổi từ cơ chế kế hoạch hóa sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thể hiện tầm nhìn xa, có ý nghĩa lịch sử và quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong việc thiết lập trật tự, kỷ cương và minh bạch trong quản lý, sử dụng các nguồn lực quốc gia nói chung và tài chính công, tài sản công nói riêng. Kiểm toán Nhà nước ngày càng khẳng định là công cụ quan trọng, hữu hiệu của Đảng và Nhà nước trong kiểm tra, kiểm soát việc quản lý sử dụng tài chính, tài sản công, cung cấp nhiều thông tin xác thực có chất lượng, giúp Quốc hội có thêm căn cứ quan trọng để xem xét quyết định dự toán ngân sách nhà nước, quyết định phân bổ ngân sách trung ương, quyết định chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước. Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, khởi đầu từ một cơ quan chưa có tổ chức tiền thân và tiền lệ về hoạt động, được thành lập để giúp Thủ tướng Chính phủ thực hiện chức năng kiểm tra, xác nhận tính đúng đắn, hợp pháp của tài liệu và số liệu kế toán, báo cáo quyết toán. Đến nay, Kiểm toán Nhà nước đã có nhiều bước chuyển mình đột phá, trở thành công cụ quan trọng của Đảng và Nhà nước trong kiểm tra, kiểm soát việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Chặng đường phía trước tiếp tục đặt ra những thách thức, những yêu cầu và nhiệm vụ mới. Để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ đặt ra, Kiểm toán Nhà nước sẽ tiếp tục kiên trì thực hiện đồng bộ các giải pháp trên cơ sở 3 trụ cột phát triển về khuôn khổ pháp lý, nguồn nhân lực và công nghệ, kế thừa và phát huy truyền thống quý báu 30 năm xây dựng và phát triển, xây dựng văn hóa kiểm toán nhà nước kỷ cương, liêm chính, chuyên nghiệp, hiện đại, tiếp tục kiên định với phương châm hành động, chất lượng và đạo đức công vụ, nhằm đạt mục tiêu chất lượng hơn và chất lượng hơn nữa, hướng tới vì nền tài chính quốc gia minh bạch, bền vững.